Dạ xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác và anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ha. Hôm nay em cũng tiếp tục chương trình giao lưu mai vàng chơi Tết để bạn cũng như cái lớn cái nhỏ cùng quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Hôm nay cũng khá là nhiều giống ha cô chú anh chị ha. Có giỏ Bến Tre, mai Đài Lộc, cúc Tờ Hương, cúc Nhị Dài. Cô chú anh chị yêu thích cái nào thì chút xíu nữa liên hệ trực tiếp với chỗ anh nhất lên ha cô chú anh chị ha. Có giỏ siêu nụ nữa nè cô chú anh chị nha. Nè, siêu nụ này bông cũng khá là lớn ha cô chú anh chị. Thì cúc Thọ Hương gấp tứ quý. Đây, cái cúc Thọ Hương đế vàng cũng khá là lớn vàng ha cô chú. Dạ rồi em xin phép cái clip nha. Dạ có xin chào chú Ốc ơi. Rồi xin chào anh Nghiệp, chào anh em là xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Dạ. Hôm nay là anh Tám có về lô mai để phục vụ anh em chơi Tết nha. Dạ. Ở đây là địa điểm của anh Tám bán lô mai là đối diện với cổng A sân vận động Cần Thơ ha. Dạ. Rồi ở đây là nếu mà anh em tới đây là giao lưu ha, có mai khủng luôn. Có mai khủng luôn. Có mai khủng luôn. Đây. Nếu anh em tới đây là giao lưu là ưu đãi cho anh em luôn nha. Dạ. Rồi bắt đầu là vô cây số 30. Cái đầu tiên clip là mã số 30 nha quý cô chú anh chị. Một cây mai Đại Lộc để bàn ha. Giỏ Bến Tre. Rồi cây số 30 là giỏ Bến Tre. Cây giỏ Bến Tre đang siêu nụ nha cô chú anh chị. Ở đó giờ cô chú chị mình chưa biết giỏ Bến Tre thì giờ mình chơi giỏ quá sáng nụ luôn. Cái này là để bàn ok nha cô chú anh chị em ơi. Đây nụ quá sáng nụ luôn ha. Nhánh nào cũng nụ. Đây nụ ghê không. Đây mình ghép được một bo già mùa nha cô chú anh chị. Một bo ghép già mùa ha. Rồi con xin thông số chú ơi. Tàn đẹp lắm, ấm tàn nha cô chú anh chị. Rồi quanh ra được 11. Dạ quanh 11 quý cô chú anh chị nha. Chiều cao là 49. Tàn ngang là 55. Rồi cây 30 là giao lưu cô chú chị em là 600.000. Dạ 600k. Cái giỏ Bến Tre quá xá nụ luôn. Giỏ Bến Tre siêu nụ nha cô chú anh chị. Đang vừa nút nụ của chú anh chị sưu tầm ha. Lô nụ vàng lá đẹp. Dạ. Rồi mã số 31. Giỏ Thủ Đức. Rồi 31 giỏ Thủ Đức. Hết rồi để rồi, hết rồi để rồi. Rồi đỏ đi. Cây mình ghép được được hai bo. Hai bo nha cô chú anh chị. Cây cũng như nút nụ trên Tết hết. Nút nụ quá xá luôn, cây nào cũng vậy ha. Dạ, rồi con xin thông số chú ơi, tàn ấm dày tàn nha cô chú anh chị. Ghép được hai bo giỏ Thủ Đức. Rồi, được quanh ra được 14. Dạ, quanh 14. Chiều cao là 57. Tàn ngang là 52. Rồi cây 31 là giao luôn cô chú chị em cũng 600.000 ha. Rồi 600k. Đổi giùm con luôn mã số 32 giỏ Bến Tre phải không? Giỏ Bến Tre. Đấy giỏ Bến Tre. Cái này tàn thông phơm. À cái này tàn đẹp nha. Dạ mùa chừng. Dạ. Này ghép được hai bo nha cô chú chị em. Dạ mùa rồi ha. Nút nụ thì khỏi chê luôn nha cô chú anh chị ha. Đó, nút tới đọt luôn nha cô chú anh chị. Cái này mà để bàn cái là ok rồi. Cái bo ghép già mùa nha cô chú chị một hai bo ha. Rồi thông số em luôn. Dạ, muốn bít cái mặt luôn rồi. Rồi thông số em là được 10. Dạ hoành là 10. Cũng có cũ nè nha cô chú chị. Chiều cao là 56. Tàn ngang là 55. Rồi cây 32 giao lô cô chú chị em cũng 600.000 ha. Rồi 600 mai quá đẹp nha. Cô chú anh chị giỡn Bến Tre. Cô chú chị em nhanh tay ha, chớp lô mô này mai này ha. Dạ, rồi, đổi dùm con luôn. 33. 33 con giỏ Bến Tre. Tàn giá dạ. Kính, ính, kính tàn hết rồi. Dạ. Để quái. Để quái quái ha. Cô chú anh chị nha, giữ dần nụ luôn ha. Để nè, để nôm nha cô chú anh chị. Hơi quái xíu nha. Bò rất là lớn, một ngón tay trái luôn nha cô chú. Rồi, dạ, rồi, con xin thông số luôn. Thông số là 9. Dạ hoành là 9. Chiều cao là 65. Dạ. Rồi tàn ngang là 55. Rồi cây 33 là giao luôn cô chú chị em cũng 600.000 ha. Dạ 600k. Rồi mà quá đẹp 30. Luôn nha. 3. Cô chú chị em ngồi tại nhà yêu cầu mà
nhấn nút. Alo là nhấn nút là có liền cây 600 ngàn tới nhà luôn. Dạ bao rồi. Chip bao chậu luôn, gần Tết trời anh Tám chơi lớn với cô chú anh chị em luôn nha. Dạ. Rồi. 34. 34 cây giảo Bến Tre. Mã số 34. Cô chú anh chị với mình ủng hộ thì liên hệ trực tiếp với anh Tám giùm em nha. Nút nụ nè cô chú anh chị ha, giống như còn hơn giảo siêu nụ nữa, quá chừng luôn nhé, cô chú. Dịch bệnh rồi cô chú chị em khỏi cần đi chợ qua ha, mình chỉ tới nhà alo là có ngày mai tới nhà luôn. Để xù luôn nha cô chú anh chị, để xù 100% luôn ha. Để xù luôn ha, đẹp quá. Rồi quanh ra được 11. Dạ, quanh 11, hay để xù nè cô chú anh chị nha. Rồi chiều cao là 60, trà ngang là 54. Rồi cây 34 là giao luôn cô chú chị em cũng có 600 ngàn thôi. Dạ, 600 đơn giản quá rẻ luôn. Từ dạ rồi đó. Quá sơ nút đủ luôn nè cô chú. Này thấy không? 35 35 cây nào cũng kính tràng hết ha cô bo chú chị em ơi. Cái này mình ghép được hai bo toàn tròn do luôn nha cô chú anh chị. Ha toàn không vậy cua tròn do siêu đủ nha cô chú anh chị. Mình ghép được hai bo già mùa hết rồi hết cô chú chị em ơi, muốn liền mặt luôn cho người ha. Cái này muốn xù luôn nha cô chú anh chị ha. Thôi xù luôn ha. Rồi xong số em luôn, được 12 quanh. Dạ quanh 12. Rồi chiều cao 55, tán ngang là 60. Rồi cây 35 là giao luôn cô chú chị em cũng 600 ngàn. Dạ 600k. Mã số 35, một cây dạ 600 ngàn ha. Dạ rồi. Rồi tiếp tục mã số 36, giỏ Bến Tre. 36 cô chú anh chị, giỏ Bến Tre lô này siêu nụ cây rất là đẹp lá luôn ha. Bo thì rất là già bo nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cây này thì nó lũa đường thân xíu mà nhưng mà bo ngón tay cái bo ha, bo bự ha, già mùa rồi. Dạ rồi con xin thông số luôn. Rồi thông số là được 15. Dạ quanh là 15. Chiều cao 50, tàn ngang 63. Rồi cây 36 là giao lưu cô chú chị em là có 550 ngàn. Dạ 550 nha cô chú anh chị nha. Cây giỏ Bến Tre mã số 36 giả đổi dùm con. Tiếp tục 37, cây mai đại lộc như quý cô chú anh chị. Đại lộc, đại lộc để bàn ha, tàn tròn do luôn, tàn tròn do luôn. Dạ, tất cả lúc đều bao quá tay luôn, tao bao ship hết nha cô chú anh chị, đóng kiện gửi cho chú anh chị tới nhà ha. Đó, nụ gì vui nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi 16 quanh. Cái này có cái thẹo chút nha cô chú anh chị. Này. Nhưng mà ghép này cũng mấy rồi ha. Ghép một bo rất là bự ha. Mà nhựa phôi nó cũng bự nha. Phôi tới mười mấy quanh đó nha. Rồi 44 chiều cao. Tà ngang là 50. Mai đại lộc nha cô chú. Rồi cây đại lộc này là giao luôn cô chú chị em có 500 ngàn. Dạ 500k. Dạ rồi đổi dùm con luôn. 37. Rồi 57. Ủa 30 lên sao 35? Cái này nó ba mấy rồi? 34 rồi, 35. Cái này 35 rồi. Số 38. Rồi cây 38 nha cô chú chị em ơi, giảo Bến Tre số 38. Cái phôi rất đã nha, phôi đẹp nha. Đây cái dàn đế này nha cô chú anh chị. Đẹp á. Xăng chạy bao nhiêu lốp ba bo nha. Rồi xem thông số luôn. Dịch vẫn khó khăn đi vô vườn mà khó hiểu. Rồi quanh là 16 quanh bà con ơi. Chiều cao là 52, tàn ngang cũng 52 luôn. Rồi cây 38 cái phôi là đẹp nha, giao luôn cô chú chị em chỉ có 700 ngàn thôi. Nhanh tay chớp cây này cô chú chị em ơi. Dạ rồi. Rồi rồi đẩy dùm con. Tiếp tục mã số 39. Rồi tiếp tục 39 tàn ngon lành luôn.
Nút nụ thì ok con dê luôn. Đó, tàn kính tàn hết ha. À, nút nụ quá tay luôn. Nụ to đùng hết rồi ha. Tàn rồi, thân, đây, đó, bộ đế cũng quấy quấy ha. Rồi, con xin thân số luôn. Rồi, 12 của anh. Dạ, khoảng 12. Chiều cao là 60. Tàn ngang là 53. Dạ, cái này mình rất là to nha cô chú anh chị nha. Cây dảo Bến Tre này giao lưu cô chú chị em là 650 ngàn. Dạ, 650. Rồi, cây 39. Dạ, rồi, đổi giùm con. Mã số 40, dảo Bến Tre luôn. Bến Tre luôn. Cây này tàn thông lớn, tàn hơi cao hơn mấy cây kia nha cô chú anh chị. Phần cao hơn, dày tàn nha cô chú anh chị ha. Chút nụ nè ha. Rồi, này ghép được hai bo ha cô chú. Nút nụ ở dưới nè. Nụ dày như đại lộc vậy nha cô chú anh chị. Hai bo hai, một bo. Rồi, chắc có thêm số bo. Rồi, có một bo cô chú. Rồi. Quanh là 12. Dạ, quanh 12. Cây lên sù cám nha. Rồi, chiều cao là 55. Tàn ngang cũng 55 luôn. Rồi, cây 40 là giao luôn cô chú chị em 600 ngàn. Dạ, rồi, 600k mã số 40. Rồi, đổi giùm con luôn. 41, giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. À, cây này giống quái quái ha, giống của mình ha. Ghép được hai bo ha. Rồi. Cái này hình bụng nha cô chú anh chị. Cái này bụng bự ha. Này bụng bự. Người ta bụng bự thì sang, cái mai bụng bự thì chứa vàng ha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Bụng tròn do, nhưng cá lúc mít nha cô chú anh chị. Giờ mình chủ yếu đo cái sang trước đi ha. Rồi, rút cái bụng ra đây, là cái bụng 18. Dạ, bụng 18. Rồi, cổ trên quá bự luôn. Cái cổ nha cô chú anh chị. 12. Rồi, 12. Cổ 12, bụng 18. Rồi, chiều cao là 60. Tàn ngang là 58. Rồi, cây 41 là giao luôn cô chú cho em 700 ngàn. Dạ, 700k, mã số 4. Quá luôn, quá giá ok luôn rồi. Dạ rồi, đổi giúp con luôn. Mã số 42. 42, là dạo Thủ Đức. Ôi, dạo Bến Tre. Dạ, dạo Bến Tre, mã số 42. Tàn này ấm tàn luôn nha cô chú. Ấm tàn luôn, cái này lật ra là thấy bông đụng chậu luôn rồi. Đụng luôn nha cô chú anh chị. Cái này tiếp tục 4 3 bo ha cô chú anh chị ha. Dạ rồi, con số con xin luôn. Cái này bị lửa ha cô chú anh chị. Cái này bị lửa chút ha. Này cũng không nhầm gì ha. Tàn quá đẹp. Rồi, quanh cũng 12 luôn. Dạ, quanh 12. Chiều cao là 49. Tàn ngang là 59. Cây mì dẻo Bến Tre ha cô chú anh chị. Mã số. Mã số 42. Là giao luôn cô chú chị em là 550 ngàn. Dạ rồi, 550. Đổi giùm con luôn. Tàn đẹp ha. Nó hơi lửa chút nhưng mà tàn rất đẹp nha cô chú chị em ơi. Rồi, mã số tiếp tục 43, một cái dẻo Thủ Đức nha cô chú anh chị. 43. Là dẻo Thủ Đức. Một cái để bàn siêu nụ ha cô chú anh chị ha. Dữ lắm nụ nha cô chú anh chị ha. Tàn khích kim luôn. Rồi con xin thông số luôn. Rồi thông số được 14. Dạ hoành 14. Rồi chiều cao 50. Tàn ngang 60. Dạ, cái này ghép một bo già mồi nha cô chú anh chị. Rồi cây 43 là giao luôn cô chú kia em 600 ngàn ha. Dạ quá dạ, luôn nha. Mã số 40. Rồi, lúc nụ tao đùng hết rồi. Tiếp tục 41. Cây dẻo Thủ Đức luôn nha cô chú anh chị. Tiếp tục là 44. 44, dẻo Thủ Đức. Này, bộ đế cũng đẹp ha cô chú. Này. Cái này lên sù cám. Lên sù cám rồi ha. Rồi, quanh 18 của anh. Dạ, quanh 18. Này, sù cám ha. Có cái đế này cũng đẹp ha. Rồi, chiều cao 66. Tàn ngang là 60.
Rồi, cây 44 là giao lưu cô chú chị em là 650.000. Dạ, 650k, mã số 44. Dạ rồi. Tiếp tục 45, một cây giảo Thủ Đức luôn. Rồi, tiếp tục là cây giảo Thủ Đức luôn. À, bộ đế cũng đẹp ha. Đây. Này lên sụp cám luôn nha. Lên sụp cám hết rồi ha. 100% luôn ha. Cái này thì nó mặt nó bị lũa ha cô chú. À, lũa một chút ha. Ghép một bo, chà bá luôn. Nhưng mà nhờ là tàn nhiều ha, nút nụ quá tay luôn. Tàn đẹp, siêu nụ dạ. Nha cô chú. Rồi, mình đo thông số em luôn. 13 quanh. Dạ, quanh 13. Chiều cao là 59. Tàn ngang là 60. Rồi, cây 45 là giao lưu cô chú chị em 600 ngàn. Dạ, 600 ngàn. À, tàn quá bự ha. À, tàn đẹp nha. Cây 46. Giảo Thủ Đức mã số 46 nha quý cô chú anh chị. Giảo Thủ Đức này quá nụ luôn ha. Quá cô chú anh chị ơi. Lên tới cái đợt cũng có nụ đầy đủ luôn ha. Cái này giảo siêu nụ hay giảo Thủ Đức vậy anh ấy? Giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Quá xá nụ luôn. Rồi, con xin thông số. Rồi, thông số em 46. Luôn. 12 quanh. Dạ quanh 12. Rồi, chiều cao là 70. Tàn ngang là 60. Dạ, ghép một bo già mùa giỡn Thu Đức mã số 46 nha. 46 là giao lưu cô chú kia em là 650 ngàn. Dạ, rồi, 650 mã số 46. Cái này lặt ra là bông là ok luôn. Dạ, đổi dùm con. Đầy đủ nhánh, đầy đủ bông luôn. 47 luôn. 47 luôn. Cái này cũng có xù. À, cái này có xù ha. À. Đây xù ha. Rất đẹp ha. Cái này xù chảy nổi cộm lên ha cô chú. Giờ đo đây đi. 21 quanh. Dạ quanh 21. Cho nên mình giúp được 2 bo. Giờ đo đo củ xù này coi được nhiêu ha. Rồi củ xù tới 25 luôn cô chú chị em ơi. Dạ, đây. Chiều cao là 77 luôn. Tàn ngang là 65. Rồi cây 47 giao lưu cô chú cho em 800 ngàn. Dạ 800k nha cô chú anh chị nha. Mã số 47. À, cây này đáng sưu tầm nha cô chú cho em. Dạ, rồi. Cây này nuôi là càng ngày càng chơi rồi ra xuống đất cái nữa là năm tới là ngon lành luôn nha. Dạ rồi đổi một con luôn. Tiếp tục 48. Cây mai đại lộc để bàn. À 48 cây đại lộc. Dán xuyên xuyên á. Dán hơi nằm xíu nha cô chú anh chị. Dán hơi đầu nằm nằm ha. À. Bông nút độ đầy đủ ha. Rồi, con xin thông số luôn. 48 nha quý cô chú anh chị. Rồi, 48 thông số là được 12. Dạ, quanh 12. Chiều cao là 42. Tàn ngang là 52. Rồi cây 48 là giao lưu cô chú cho em là 650 ngàn. Rồi 650 luôn, đổi giùm con luôn. Rồi. Tiếp tục 49 giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. 49 à. Đế cũ nha cô chú anh chị nha. Đế 49. 49 đế cũ. Đế cũ nha cô chú cho em ơi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Đây, củ đẹp ha. Giờ mình đôi củ trước đi ha. Củ là được 20. Hoành của em nó được 10. Chiều cao là 55. Tàn ngang là 60. Rồi, cây 49 là giao lưu cô chú cho em 600 ngàn. Rồi, 600k. Rồi, củ đế này đẹp nha. 49 chở Thủ Đức, dạ rồi. Nụ đều tàn hết nha cô chú anh chị. Mã số 50. 50. Đế quái nha cô chú anh chị. Đây, 50. 50 cây đế quái. Đế quái ha, cũng có xù nha. Dạ, cây này tàn lớn hơn, không tàn lớn hơn mấy cây nãy nha cô chú anh chị ha. Nút nụ nè ha, đều tàn. Rồi, có xù luôn nha cô chú chị em. Củ đế thú nằm lắc cái mình bên bên nha cô chú anh chị. Đẹp là cũng có cái gãy này ha. Vâng, nè. Nằm có cái giò quái ha. Ừ, nè. Rồi, rồi. Rồi, giờ cho củ đế đi dưới đi ha. Rồi, củ đế nó được là 38 ha. Dạ. Yeah.
Rồi cái cổ con thú này là được 16 ha. Dạ 16. Chiều cao là 81. Tràng ngang là 75. Rồi cái quái thú này giao lưu với cô chú em là 1.200.000 ha. Dạ, rồi 1.2 nha quý cô chú anh chị nha. Cây dẫn à, cái mình nó ngã về đây mà có xù luôn nha cô chú anh chị. Ngã về đây của mình không? Dạ. Đưa cái lưng lên mà có xù luôn. Này, rồi, cây anh ơi. Số 51. Cây mai dẫu Thủ Đức nha cô chú anh chị. Đây, 51. Tất cả đều bao xếp cho quý cô chú anh chị mình tới nhà mình chơi. 51 ha. Là bộ đế cũng đẹp ha. Dạ. Bộ đế chỗ xuống ha. Ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Này. 3 bo ha. Già mùa. Nụ đều tàn hết nha cô chú anh chị. Rồi, xong số em luôn. Được 19 của anh. Dạ, vành 19. Này, chiều cao là 75. Tàn ngang là 75 luôn. Rồi, cây 51 là giao lưu cô chú chị em chỉ có 1.100.000 ha. Dạ, 1.100.000 nha cô chú anh chị nha. Mã số 51. Rồi, 52 cây cúc thọ hương siêu nụ nha cô chú này, anh chị. Cúc thọ hương. Dạ, cúc thọ hương này. Siêu nụ mã số 52. 52. Chúc cơ hương. Đấy nè cô chú anh chị, 2 bo ghép được 4 bo già mùa nha cô chú anh chị. Siêu nụ luôn. Siêu nụ quá trời nụ. Chúc cơ hương siêu nụ siêu to ha cô chú anh chị. Nụ là to đùng hết ha cô chú chị em ơi. Đây nụ đây thấy không? Ở dưới quay lên mới thấy nụ nha cô chú chị em. Chứ trên dần xuống không thấy ha. Chúc cơ hương nha cô chú anh chị. Siêu nụ ha, cây mã số 52. 52. Cái tàn tròn do kính mít nha cô chú anh chị. Tàn cái tàn do kính mít ha. Luôn. Cái này cô chú anh chị chơi Tết nên xong rồi mình dưỡng là nhân giống và biết nhiều bò hay cô chú anh chị. Dạ rồi con xin thông số luôn. Rồi. Thông số cái này là 18. Dạ. Thì cụ đế rồi đã nhiều. Cụ đế tới 24. 24 cụ đế nha cô chú anh chị. Yeah. Rồi chiều cao là 81. Nốt chạy hả? Tàn ngang là 85. Rồi cây 52 là giao lưu cô chú cho em chỉ có 2 triệu chẳng nha. Dạ 2 triệu nha quý cô chú anh chị nha. Tàn tròn do luôn. Tàn tròn do. Rồi 53. Tiếp tục là cây 53. 53 là cây cúc thọ hương ghép tứ quý nha quý cô chú anh chị ơi. 53. Đó củ. Rồi củ đặc luôn ha. À, cụ đặt cho cô chú chị em cúc thọ hương ghép nhiều mùa rồi ha. Rồi cụ đặt mã số 53. Rồi được hai mùa rồi ha cô chú chị em. Cô chú anh chị ghép được cũng 5 bò 6 bò ha. Này lúc dữ lắm lúc nha cô chú chị em. À đây cái xem thấy không nè, cụ này đặt nha nè không, đây qua đây là cũ không nha, đây không đấy, đây xanh xanh đó. Rồi cụ trước đi ha. Rồi cái cũ là được 58. Dạ cụ đế 58. Hoành thân của em là được 28. Rồi chiều cao là 110. Rồi tràng ngang là 115. Rồi cây 53 là giao lưu cô chú chị em là 5.200.000. Dạ 5.200.000 là 53. Ghép tứ quý nha cô chú chị em. Bông đậm đà lắm nha. Bông đậm đà như bình trà à. Bao ship cho anh chị em tới nhà luôn nha. Lúc nụ đó hả cô chú anh chị nha. Cúc thọ hương ghép tứ quý nha cô chú anh chị. Đế cũ ha. Rồi em đổi cây nha. Hết chưa. Rồi cũng là cây 53, cây cuối clip ha cô chú chị em. Chúc cô chú chị em được dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Dạ rồi, con cảm ơn chú luôn. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ anh Tác cũng như ủng hộ kênh ha. Hôm nay thì có dở Bến Tre, dở Thủ Đức, đại lộc cúc thọ hương ha quý cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị cũng tiếp tục yêu thương ủng hộ nha.